Sáng ngày 28 tháng 11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Với 94,13% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Một điểm mới trong dự thảo luật vừa được Quốc hội thông qua là hình thức, phạm vi kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo đó, luật kinh doanh bất động sản đã mở rộng cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam, được phép nhập cảnh Việt Nam thì được kinh doanh bất động sản như công dân trong nước. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê mua. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật. Riêng đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không phải là công dân Việt Nam, tức không mang quốc tịch Việt Nam, thì chỉ được kinh doanh bất động sản theo các hình thức như luật hiện hành. Cụ thể, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải là công dân Việt Nam được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất để bán, cho thuê mua thông qua dự án bất động sản thực hiện theo đúng hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải là công dân Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo đúng hình thức, mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài quy định nói trên, luật kinh doanh bất động sản cũng có quy định mới trong đặt cọc và thanh toán đối với mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trên giấy. Luật hiện hành không đưa ra các quy định cụ thể về tiền cọc với mua bán, thuê bất động sản hình thành trong tương lai. Theo quy định mới được Quốc hội thông qua hôm nay, đặt cọc mua bán trên giấy được siết lại. Cụ thể, luật kinh doanh bất động sản quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. Quy định về đặt cọc chưa được quy định trong luật hiện hành. Theo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì việc quy định mức đặt cọc 5% là để đảm bảo thể hiện đúng bản chất của việc đặt cọc, đồng thời hạn chế rủi ro cho bên mua, thuê mua, thường là bên yếu thế trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Liên quan đến thanh toán trong mua bán nhà ở trên giấy, dù quá trình thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên, trong dự thảo trình Quốc hội thông qua sáng ngày 28 tháng 11 thì phương án thanh toán được giữ nguyên như luật hiện hành. Theo đó, nếu bên mua, bên thuê chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Sáng ngày 27 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật căn cước, với 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,25%. Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước, trong đó bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu. Điều 18, luật căn cước quy định, các trường thông tin thể hiện trên thẻ căn cước, bao gồm ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ tên đệm, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày cấp thẻ và hạn sử dụng. Mống mắt, phần hình tròn trong mắt, ADN, giọng nói, nghề nghiệp sẽ được tích hợp trong cơ sở dữ liệu căn cước. Luật quy định cơ sở dữ liệu căn cước được chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do Bộ Công an quản lý để quản lý dân cư, quản lý căn cước và đấu tranh phòng chống tội phạm. Thay vì chỉ cấp căn cước cho công dân trên 14 tuổi như luật hiện hành, luật vừa được thông qua quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, khi được cấp thẻ căn cước, người dưới 14 tuổi có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ, giúp tiết kiệm kinh phí cho nhà nước trong việc cấp các loại giấy tờ này. Mặt khác, thẻ căn cước gọn nhỏ, dễ bảo quản, tính bảo mật cao, thuận lợi, tiện ích cho người dân trong việc đi lại cũng như học tập, khám chữa bệnh. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho nhóm này không phức tạp vì thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Luật căn cước cũng cho phép người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật căn cước. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng cho tất cả người không quốc tịch đang cư trú tại Việt Nam nhằm quản lý hiệu quả và tạo điều kiện cho họ tham gia các giao dịch dân sự. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam gồm nhiều thành phần, trong đó có cả người nước ngoài cố tình giấu quốc tịch ở lại Việt Nam bất hợp pháp. Mở rộng đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước có thể tác động phức tạp đến tình hình an ninh trật tự. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không mở rộng. Một số đại biểu cũng đề xuất không đổi tên luật và tên thẻ thành căn cước vì thời gian vừa qua có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước. Ông Lê Tấn Tới cho biết, việc đổi tên phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, giúp cho công tác quản lý nhà nước khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ. Nội dung này, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã xin ý kiến và được Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao về việc sử dụng tên gọi luật căn cước, thẻ căn cước như chính phủ trình. Về đề nghị cân nhắc việc sử dụng mã QR và chip điện tử trên thẻ căn cước vì liên quan đến tính bảo mật của thông tin, tiềm ẩn nguy cơ đánh cắp thông tin, ông Tới nói rõ mã QR trên thẻ căn cước chỉ cho phép khai thác những thông tin in trên thẻ để công dân thực hiện một số giao dịch có liên quan. Chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực sinh trắc học. Chủ thẻ phải đồng ý bằng phương thức xác thực vân tay, khuôn mặt thì dữ liệu trong chip mới có thể được đọc và truy xuất. Nếu không có thao tác này thì không có ai truy cập để lấy thông tin trong thẻ căn cước. Luật quy định thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật hiệu lực có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không có yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Cũng theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, có ý kiến cho rằng quy định của dự thảo luật về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân tại khoản 1 điều 46 là phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu trường hợp thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng sau ngày Quốc hội thông qua luật thì cho phép tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2024, tránh gây phiền hà cho người dân phải đổi nhiều lần khi có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước khi luật này có hiệu lực. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung quy định về chuyển tiếp đối với căn cước công dân và chứng minh nhân dân tại khoản 3 điều 46 như sau. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Vì vậy, bên cạnh việc thu thập về quy định chuyển tiếp điều 46, có ý kiến cho rằng quy định của dự thảo luật về giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân tại khoản 1 điều 46 là phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu trường hợp thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng sau ngày Quốc hội thông qua luật thì cho phép tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2024, tránh gây phiền hà cho người dân phải đổi nhiều lần khi có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước khi luật này có hiệu lực. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung quy định về chuyển tiếp đối với căn cước công dân và chứng minh nhân dân tại khoản 3 điều 46 như sau. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo đó bổ sung khoản 2 điều 45 quy định về hiệu lực thi hành như sau. Quy định tại khoản 3 điều 46 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, đồng thời chỉnh lý một số nội dung của điều 45 và 46 đảm bảo cụ thể, rõ ràng và phù hợp với thực tế. Tiếp đó, có ý kiến nhất trí sự cần thiết quy định về căn cước điện tử trong dự thảo luật, có ý kiến đề nghị báo cáo thêm về vấn đề bảo mật của thẻ căn cước gắn chip vì dễ bị xâm nhập, theo dõi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Bên cạnh đó, để khai thác được các thông tin trong chip điện tử, phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực, bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin. Trường hợp các cơ quan nhà nước khác cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ căn cước, thì các thiết bị này đều phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật. Tiếp đó, khoa học hiện nay đã chứng minh, cùng với vân tay, mống mắt của một người có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất đối với mỗi người, không thay đổi nhiều theo thời gian. Vì vậy, bên cạnh việc thu thập vân tay, dự thảo luật đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người. Vấn đề bảo mật của căn cước gắn chip vì dễ bị xâm nhập theo dõi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo. Thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, đảm bảo chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác định chính xác chủ thẻ. Theo đó, khi một người sử dụng thiết bị đọc thông tin lưu trữ trong chip điện tử, phải được sự đồng ý của chủ thẻ thông qua phương thức xác thực vân tay, khuôn mặt để được quyền truy cập vào ứng dụng đọc, truy xuất dữ liệu. Nếu không có thao tác này thì không ai có thể truy cập để lấy thông tin trong thẻ căn cước. Bên cạnh đó, để khai thác được các thông tin trong chip điện tử, phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Trường hợp các cơ quan nhà nước khác cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ căn cước thì các thiết bị này đều phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật. Luật căn cước sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.